nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiên La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó. Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không? Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi. Tiểu muội giái trời. Ngô ca cũng giái trời, chứ sư phụ được mau bình phục để... Để chi vậy hả đại sư ca? Để Ngô ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó. Hả? Đại sư ca? Không, tiểu muội không thèm đâu. Sư muội chẳng yêu Ngô ca. Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng. Sư muội năm nay vừa tròn 20 tuổi, lứa tuổi mà người ta thường mơ ước chuyện vợ chồng. Để cùng chung sống đến trăm năm và tất cả ai ai cũng không cái được luật trời. Cũng có phút giây nào em sẽ nghe lòng dương dấn, một kỷ niệm một bóng hình sẽ khắc ghi vào tim ốc, và em sẽ mơ một thiên đường lộng lẫy, yêu giặc khúc tình ta cho em bước lên ngôi. Không, tiểu muội không thèm, tiểu muội không thèm lấy đại sư ca đâu. Tại sao? Tại vì như vậy nhị sư ca buồn lắm. Sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa. Kìa, bạch thiên hương nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè. Hà Mộc Châu kính lại sư nương đừng thủ lễ, ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Phượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà. Dạ thưa. Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã làm trúc thư truyền mô vị trưởng môn cho ai chưa? Dạ thưa, đệ tử chưa biết được. Vũ Trường Giang. Hả? Nhị sư đệ? Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta. Dừng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy. Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia. Đệ tử đầu độc sư phụ. Phải. Nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ. Dạ. Lại đây. Dạ. Lại đây. Dạ. Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu. Dạ, đệ tử không thể. Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy. Đệ tử xin tuân lệnh sư nương. Đây là một chuyện bội sư môn phản giáo, chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn mà vì một niềm riêng đau xót nhất ở trên đời. Ta nhất định dâng lên tìm hơi thở bằng tội lỗi cao vời. Ta không thể cúi đầu khuất phục số mệnh an bài cay đắng tối đen. Vũ Trường Giang ơi, sao đời mày đỏ thắm như son, được thầy tính cẩn ai cũng nặng lòng yêu dấu. Vì mày mà tao phải nương tay dưới máu, tao góp dựng ân sâu để cướp đoạt một sợi tơ tình. Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi. Đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi. Đồ con kiếp. Kìa, lưu sư đệ. Sư đệ chửi ai gì? Sư đệ đã sai quá rồi. Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh giai mắt chướng tay để chửi đời. Sư đệ thấy gì hả?
thế gì? Để thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng. Nai vàng thật quá ngu ngơ, nên đem mình hiến dần cho chàng. Lưu sư đệ sai rồi nó láo. Đâu có đệ đâu có sai nào đó. Đời này làm gì có chuyện chàng tính. Để nó con chàng này phát được rất cao cường. Nó thuộc về loài gấu ngựa chàng em. Nó biến quá thành ra đàn bà. Nó đem cái nón ngựa gian sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca bán xương thịt mà bán luôn lên hồn. Sư đệ nói lưu lao quá. Thôi hãy theo ta vào vấn an sư phụ. Đi kìa, Vũ Nhị ca. Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẩm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho Bạch Thiên Hương sư mũi hai mới được. Lưu Linh sư đệ, em hiểu lầm rồi. Cô gái này là... không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mép cho mà coi. Lưu sư đệ. Cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng. Ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh. Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta. Cô nương nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là dâm tặc. Sao nhà ngươi lại ôm ta? Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè. Thì ra ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội. Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi. Còn đây là đâu? Đây là núi Võ Đan. Núi Võ Đan? Như vậy ông đây là Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan. Vũ Trường Giang, tên của một con sông dài cuồn cuộn nước, và tôi ước ao mình làm một con thuyền nhỏ để tôi ngược với Trường Giang, chở bao nhiêu hạnh phúc đến một phương trời diệu diễm, cho mây nước được trùng quang để tạo dựng một thiên đường. Bổn phận tôi giờ đã xong xuôi, tôi đi sắc thuốc cho thầy tôi. Kìa, sao ông vội vàng chi lắm vậy? Tôi chưa hết lời cảm tạ ơn ông, hay là ông còn mãi giận hơn vì tôi đã làm bất ý ông? Cô nương à, câu chuyện kia đâu có đáng kể. Tiểu muội là Hàng Phong Vân, vân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người ăn thất lạc. Vũ ca nè. Vũ ca có vợ chưa? Chưa. Tiểu muội cũng chưa chồng. Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ. Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá. Kìa, bắt sư muội. Tôi nín đi, không có mũi tí gì hết trơn. Thật xin lứa dường đơn, trai chưa vợ gần gái chưa chồng, chưa chi mà người ta dở trò ông bướm. Bạch mũi đừng nói vậy mà quăng choanh. Cái gì, còn gì nữa mà quăng? Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị cản mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau, xin tạm biệt. Đứng lại, để người ta đi. Bác sư muội kêu lại làm chi nữa? Cô bé chưa cho ta biết tên họ. Ta tên Vũ Trường Giang. Muốn kiếp. Bác sư muội, thuốc đã sắc xong, sư muội đi với Mu ca vào dân hầu sư phụ. Đi sư muội đi. Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với Nhị ca đâu. Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dâng sư phụ uống cho bệnh sớm lành. Ta cảm ơn con. À! Trời ơi, tại sao ruột gan ta giảm thế này? Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta. Sư phụ, chén thuốc do chính tay con sắc. Trời ơi, con không còn lời phân biệt.
đành cúi đầu chờ luật sư môn định tội. Mộc Châu đâu? Dạ dạ dạ, đệ tử đang chờ lệnh. Hà Mộc Châu, hãy dùng luật mã môn trị tội phán đâu. Ta phải vào lệnh công tống xuất độc chất. Nhớ, đánh 100 roi, phế bỏ võ công và xuất ra khỏi sư môn tức khắc. Sư phụ, trời ơi! Giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi. Nhị sư ca. Sư muội, hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ 100 roi. Trời ơi, người ta đầu độc phụ thân tôi, sao họ chịu nhục hình? Tôi cứ nghe quằn quại theo từng nhịp roi tươm máu, hận cứ trào dâng theo từng dòng lệ thấm môi. Người ta phản bội sư môn là đã cắn răng bẻ gãy chứ băng đồng, nhưng sao tôi vẫn cứ nghe thương thương đứt ruột, không muốn nhìn thấy máu của ai rơi. Phụ phàng chi lắm nhị ca ơi, anh dẫu đã đổi thay lòng em vẫn còn nguyên chung thủy. Xúc dội khăn tiểu đệ xin quỳ xuống để nhận lãnh hình phạt thứ hai đây. Vậy đại sư ca hãy xuống tay phế bỏ võ công của tiểu đệ đi. Khoan, nếu đại sư ca quyết ra tay trừng trị kẻ phản môn thì tiểu đệ xin quỳ xuống đây chịu thề. Vì tiểu đệ là một thằng sai thì dù bị phế võ công cũng uống rượu được như thường. Uống ngày uống đêm, uống cho quên trời quên đất, uống cho say ngửa say nghiêng, uống cho quên tình đời đen bạc, uống say để chửi thề cho ngọt miệng nghe những thằng bạn bất nhường. Lưu Linh, đừng chạy đi mau đi. Không, tam đệ ơi, ta đâu thể bỏ đi để phải chịu thêm một lần hèn hạ rồi đây. Những ngày phiêu bạc mặt mũi nào đâu mà sống được ở trên đời. Thank you.
sư phụ đứng cười. Mới được. Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à? Nhị ca hãy đi đi, có em Đoạn Hậu. Đứng lại. À, mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à. Kìa, có chuyện chi mà giáo tướng Trường Giang? Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn. Ai, vô thân, vô thân. Và bây giờ quyền trưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu? Đệ tử xin cảm tạ sư nương. Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn và tuyệt đối vâng lời ta là đủ rồi. Ê, tụi bay định phá nhà sao vậy? Kìa, Bạch lão huynh, sao lão huynh lại như thế này? Mày là ai? Đại huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Tiểu đệ là Hàng Phong Trần, kẻ mà 20 năm về trước đã cùng lão huynh xuôi ngược giang hồ. Mày đi đâu đây? Tiểu đệ đi tìm tông tích đưa con trai 18 năm thất lạc trên đường ghé thăm đại huynh, để chứng kiến một cảnh đau lòng. Kìa, tại sao mày lại khóc? Tiểu đệ khóc cho đại huynh. Đại huynh ngày nay đã mất hết nét uy nghi của một thời ngang dọc. Đời tóc xanh đại huynh đành chôn vùi trong ký ức. Mày khóc cho tao? Mày khóc cho một thằng bạn già đã từng sống với mày dọc gan với nhiều kỷ niệm. Thuở dừng chân đôi ẩm giữa canh sương rượu nóng mềm môi và vỗ kiếm mà ca vang vọng ngất lưng trời. Mày đến đây khi tao đã bị người ta ám hại tao rồi. Mày thấy không, đó là tên mây trắng, râu tóc bạc màu, tao chết bởi bạc đen. Tao tìm kiếm một người con để đặt tên, để nhìn thấy đời tao đông qua. Mày nhìn kìa, giữa lưng trời chim đang lặn lội, dưới khe sâu cá đang bay đường dắt nhiều. Trời ơi, vì sao mà đại quân ra thân đến nông nỗi này? Thằng nhỏ này ngộ quá ta. Mày điên rồi sao mà để râu ra đầy đầu với mày hả? Thôi rồi, đại huynh ơi, đại huynh đã mất hết rồi, bông đỏ anh hùng. Đôi mắt lạc thần thân gió vàng tiều tụy, đâu còn hình hài của những ngày ngược bắc đi xuôi nam. Những đêm dài ca hát dưới trăng xuống đàn, là gió sắp hết nhịp bằng gió ngựa. Rồi ngẩng cổ nhìn trời miệng đông đầy rượu, nuốt những giọt thanh xuân mà mắt sáng hơn sao. Đời anh hùng thường đắm lụy mơ đào, đại huynh thường nói trong những giờ buồn thơ thần. Ôi biết bao nỗi buồn vui trong những ngày lần đần, nhìn đại huynh hôm nay mà lòng để nghe như chua xót cơ ngàn ngào. Ê, cái thằng nhỏ đầu râu này nói chuyện gì đâu mà không vui gì hết trời á. Thôi đi đi mày. Nhưng tiểu đệ còn biết nói gì bây giờ. Thôi, tiểu đệ về
già sẽ lo tìm thuốc mà chữa trị cho đại huynh. Xin cáo biệt. Kìa, phản đồ đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa? Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều quan. Biện minh đầu độc ân sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ? Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ? Nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thầy mới là kẻ có tội. Cút nè, mày có chết. Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết tròi rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu. Đại sư ca, sao anh nỡ nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với lưu sư đệ? Lưu Linh, dạ. Em hãy chạy đi. Vâng. Ui da. Vũ Trường Giang, tao không giết mày. Đại quân đã đổ tình, để phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi. Đại sư ca, thành sư mũi, chết đi. Đại sư ca, đau nhức lắm sư muội ơi, trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm thâm u. Đã tắt rồi ánh sáng giữa đêm, làm sao tìm thấy mũi gian ra. Đại sư ca chớ xuống tay tàn độc, em cúi đầu gian lại xin thứ tha. Nhị sư ca được sinh tồn, Trường Giang đã dầm nát cả tim ta. Giữa ta và Trường Giang phải có kẻ mất người còn. Nhị ca, còn khi đâu đời mù lòa tăm tối. Nó còn chứ, nó còn tình yêu bắt mùi thì không thể sống được trên. Đôi mắt của nó mù nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn người. Chỉ một mình bạch mùi mới có quyền đổi mạng sống cho Trường Giang. Nghĩa là Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của bạch mùi đó. Vâng. Dân, em nhận lời. Bạch Bụi. Bạch Bụi đã hiểu ý anh. Dân, em hiểu và nhận lời. Em sẽ sống với đại ca bằng đạo nghĩa vợ chồng, để đổi mạng cho Vũ Trường Giang. Đừng giống cổ ân sâu.
nể lời sư muội, ta tha chết cho ngươi. Vậy ngươi hãy chọn lựa và quyết định trước khi ta trở lại nơi này. Hãy nhớ. Đại sư ca, thiên hương sư muội, đưa nhà một lần cuối chôn lá thần thù sâu, cho tình hi hữu theo tháng ngày lấp vùi mộ sâu. Trong đời mong từ đây chúng ta quên hận lắm sâu. Nhị ca ơi, nếu nhị ca ra đi là để cố quên thì trời ơi, tiểu muội phải ở lại đây nghe lòng rạng giờ. Nếu người ra đi nặng lòng đau khổ thì kẻ sông thưa cũng đang tan nát cả. Lợi và chiếm đoạt tình yêu để dưỡng thân mù lòa tâm tôi, sống phần lương không tội lỗi. Dù xa cách mấy phương trời tôi cũng tìm sẽ đưa Vũ ca
cũng đủ rồi, đừng mang miếng kẻ vô duyên. Không, với đôi mắt sáng ăn sao mà anh còn không đánh được bẫy rập hiểm sâu của lòng người bạc đen phản trắc. Thì nay trên bước đường luân lạc anh phải sống làm sao với tâm thân tầm tối đuôi mù. Em nguyện sẽ đưa anh đi cuối chân trời. Em nghĩ lúc hồn dập dờ với đôi bờ sông chết, anh đã liều thân mà chẳng tội. Vậy thì sao ngươi lại dám bội quốc với ta? Cái giúp ngươi nắm trọn quyền nhau, sao giờ đây ngươi lại quên rồi? Có phải chăng ngươi đã manh tâm phạt tội nên hành động âm thầm hướng hạnh phúc riêng tư? Đệ tử đối với sư nương vẫn chưa hề phạm tội, cũng không có hành động gì gọi là phản bội, mà vẫn một lòng một dạ với sư nương. Hai người nói chuyện chi mà tôi không hiểu được, trong lòng nói kia như có điều bí mật. Ý phụ thân tôi điên vì một âm mưu đen tối. Phải, nói nhờ ta mới làm được dưỡng cô. Sao lòng tôi nghĩ ngại không cùng, giữa hai người chắc có ẩn tình gì. Ta đòi Mộc Châu phải lo ẩn nợ cho đồng chính nó. Xin lưu về gọi các ba tiết lộ âm mưu chết. Mi dám giết ta? Đại sư ca giết người bịt miệng. Nếu sự thật đại sư ca ám hại phụ thân tôi thù hận đại sư ca suốt kiếp. Bạch sư muội, khốn nạn, bậc nhân, bậc bạc tình, bạc nghĩa. Kìa, ông sao ông còn trở lại đây? Để nhìn kẻ lạ giết người dưng, để khóc để cười cho tình đời đen bạc. ông quan trách tôi đâu phải không? Cầm, không ta giết bây giờ. Phải, ông hãy giết tôi đi, cho tôi được nhắm mắt ngủ yên trên tay người chồng đau khổ. Xin sám hối với người đã yêu tôi mà tôi phụ bỏ ân tình. Còn hơi thở phù du trong giây phút sau cùng, để xin ông một lời thứ tội cho một kẻ lìa đời không được lễ khóc thương. Tôi khóc đời tôi trót lạc bước lầm đường,
giờ ân hận biết ra thì đã muộn. Nhìn mắt trong giờ đã mất lòng thương tương, tôi chết bơ giờ trong cuối lạnh tàn. Đàn bà khốn nạn! Ông không nhìn được tôi sao? Tôi là yên tử vợ của ông đây mà. Bậy nè, nói dốc hoài. Trời ơi, thật tình ông không biết gì hết. Tôi chết mà tôi không được ông tha thứ. Trời ơi, Vinh biết. Hả? Chết? Ủa, bà nói vậy mà bà chết thật sao? Tại sao bà chết? Bà chết thiệt rồi bỏ tôi sống bơ vơ. Tôi láo hoài à. Nó đang ngủ trong mơ, tóc buông rũ đòi tha lu cho tròn giấc ngủ. Thằng Túc trong tay mà cứ tìm ngoài diễu giới, buông thòng tay tôi sống tội bắt đầu. Hãy ngủ đi tôi cũng hết một đời, lá đông lễ tiễn đưa người về vĩnh viễn. Chỉ còn lại đây mình ta cơ trọi, lá mặt nhìn nhau mà sao vẫn nghe đau. Ông Vân con. Cha, có tin tức gì về người anh thất lạc của con không cha? Chỉ có một người mai ra biết được, nhưng hiện nay người ấy đã điên loạn. Bạch lão ba. Phải. Cha đã cho người dùng thuốc giải độc rồi mà. Nhưng đến nay Bạch huynh vẫn chưa tỉnh ý hồn tâm. Ta chỉ sợ 18 năm dài xa cách, nó đã chết đi ở một phương trời nào đó. Chết. Phải. Nếu nó chết đi thì ta đâu còn hy vọng để tìm gặp nhau. 18 năm phiêu bạc khắp trung giang hồ đó đây, ta chỉ ước mong gặp lại nó một lần, để nhìn mặt con rồi có chắc cũng yên lòng. Con vẫn hằng mong một ngày thương hồ, cho gia đình hết sầu hận. Cha cũng cầu mong như vậy. Con hãy nhớ kỹ điều này. Khi thất lạc, Hàng Phong Vũ có đeo nửa mảnh tiền vàng như con mang trên cổ đó. Nửa mảnh tiền vàng? Vâng, con sẽ nhớ. Trời sắp tối, để cha xuống chân núi tìm một ít củi khô về sưởi ấm. Cha để con đi cho. Thôi, con đi rồi để Vũ Trường Giang nó cho ai. Cha, cha kỳ quá à. Kìa, Vũ ca. Vâng muội. Trời sắp tối rồi phải không? Vâng, mặt trời đã xuống. Một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa cội. Trời đêm nay chắc lạnh nhiều. Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa. Ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo ti tách trong này và gió khóc ngoài kia. Tại hạ chợt nhớ tới những ngày xưa trên đỉnh gió đang sơn, thèm nghe tiếng hát thu dỗ dành giấc ngô. Đại ca, tiểu muội sẽ hát ru đại ca vào mộng đẹp và ru lòng mình với nỗi cô đơn. Tình ru giấc say người quên hết đau sầu, lời thoáng bỗng nghe lời ru giấc mơ tuyệt vời. Người
lời ru thiết tha. Ôi tiếng ru nào bỗng nghe ngọt ngào, như suối đó càng cao, dĩ như nghe thượng khúc ca cùng hàng. Người ơi hãy ru tiếng ru tuyệt vời. Một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi vĩnh biệt ông, cô nương đi đâu không biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dễ đường. Tất cả oán hận yêu thương chỉ có thể tìm quên trong cõi chết. Cô nương ơi, nếu cô nương sẽ sao bà phước vô duyên nên bất hạnh hơn. Chớ còn biết nói làm sao khi định số đã bày. Cô nương thì than thân tất bật vì trọn đời cô độc. Thank you.
Ê, thằng nhỏ, có cơm không? Cho ta ăn với tao mày. Sư phụ. Ê, ê, đứng dậy. Mày làm gì mà quỳ trước mặt tao vậy? Đứng lên. Sư phụ. Sư phụ ơi, con muốn dặn đắc tội, dù không phải con cố ý gây ra. Mày có tội, như vậy là mày phải chết. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết hết cả thế nhân. Đang đổ nhau điên loạn mê cuồng, vợ thì muốn giết chồng, đồ đệ lại phán sư. Cho nên tao muốn lạc thành, cách góc biển chân trời đã mây trong rồi, mà tao có giết được ai đâu. Vui quá bay ơi, buồn thần kinh từng trời, gió cũng bút tiếng nghẹn lời, sương cũng lạ trả lệ rơi. Mày hãy quỳ xuống đây. Ủa, mà quân của tao đâu rồi, mà ai dưng thích tiền. Mày, mày hãy tha tội cho tao. Sư phụ. Cha. Cô nương đây là... Là người con gái ngày xưa, đã khổ đau nhiều vì yêu lầm người bối bạc, vì tôi yêu giả luôn lòng, thù sâu còn chưa trả được. Không thấu hiểu những nơi trần thế, còn có thằng say biết cảnh đắng cay, biết người đau khổ nên tìm đến đây bày tỏ đôi đồng. Không phải trời cao gieo cành bơ cầu, mà tại nhân thế bạc đen sâu hiểm, vợ trẻ chán chồng già mới xui đồ để phản sư. Tất cả tội lỗi là do hàng mộc châu nghe theo lời bà chàng kiếm liên tử, nên sư phụ buồn tâm lỗi chết già dù phải gặp nó chịu oan tình. Tam ca, có thật thế không? Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi nên hàng mộc châu mơ đài đọa tôi ra đến nông nỗi này. Nhị sư ca em. Mấy đứa tụi bay nói chuyện vui quá ha. Thôi ở đây nha, tao đi nha, vui quá ta. Bạch huynh, hãy đứng yên cho lão đệ dẫn công chữa thương. Giang ra, tao có bệnh gì đâu mà chữa chứ chị. Xin vô bếp. Các con hãy đưa bạch huynh vào trong, hy vọng là chốc nữa người sẽ tỉnh trí. Tại sao mày lại giết tao? Tại vì lão cản trở công việc của ta. Hằng Phong Vũ con. Hả? Lão nội thân thật của ta, Hằng Phong Vũ. Phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nửa mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó. Trời ơi, nói gì, đây là cha ruột của con đây sao? Phong Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ, chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước, tóc bạc màu vì nắng cháy quê hương. Cha đã khóc nhiều đêm, đã sầu nhiều năm nhiều tháng, cho đến nay gặp được con thì cha,
cha, đừng khóc. Cha có chết đó cũng là một bài học để cho con được sống. Từ trước đến nay, cha chưa từng dạy dỗ cho con, thì hôm nay cha dạy cho con một bài học cuối cùng. Con hãy nghe và ghi nhớ trong lòng, cha dạy con sống ở đời đừng đua đòi tham vọng cao sang. Cha dạy con điều nghĩa nhân để cho con có lương tâm. Cha dạy con đã làm người đừng bao giờ bất hiếu bất trung. Cha hãy dạy cho con bài học cuối cùng này, con nguyện nhớ suốt đời không thể nào gian quên. Cha chỉ ước mong sao con đừng tội lỗi thêm nhiều là cha mãn nguyện rồi. Trong giấc ngủ ngàn thu, cha, cha ơi hãy dạy cho con lời cuối cùng của một người cha nhìn thấy đứa con sống cuộc đời hư hỏng. Rồi mai đây cha vào thiên cổ thì con còn biết học hỏi ai điều nhân nghĩa ở trên đời. Con là một đứa trẻ sinh ra bất hạnh hơn người, tuổi âu thơ không có người chăm sóc cho đến lớn con thì đã mất nết hương thân. Đời chỉ dạy cho con tranh giành kiếm đoạt chứ không dạy cho con tình cảm thanh cao. Đời dạy cho con chém giết hung hăng chớ không dạy cho con những điều nhân nghĩa. Nuôi nấng dạy dỗ cho con hư hỏng cha là kẻ mang nhiều trách nhiệm. Nhưng vì hoàn cảnh cho nên cha con mình không được sống gần nhau. Cha ơi, 18 năm con là kẻ sống hung hăng đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cho đến hôm nay thời đã báo nên con đã do số trời đặt đề. Ngày trước võ lâm gây thù kết oán sát hại gia đình mình nên khiến phải chịu ly tan. 18 năm cha làm kẻ dạy nấng dầm sương xuôi ngược khắp cùng quê hương đất nước. Cha chỉ mong có một ngày nào đó cha được nhìn thấy con là cha cũng
đủ vui rồi. Cha ơi cha, trời cha, cha tôi sao như thế này? Ác tặc, ngươi đã giết cha ta, ta liều chết với ngươi. Ta là kẻ ngập đầu tội lỗi, vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hận. Nghĩa là ngươi đã giết cha ta, ta phải giết ngươi. Phong dân con đừng giống động mà gây thêm thảm kịch, vì cả ấy chính là anh ruột của con. Thằng Phong Vũ đã lưu lạc 18 năm trời, giờ đã được công lớn nâng người. Anh của con đây mừng gặp nhau chưa tròn, thì ai đã làm cho cha khó trọng. Đừng con chinh nhanh đây vô tình phạm thương thân phụ. Chính anh phải, trời ơi, sông máu ngập đầu. Trả thù ai đây quan nghiệt theo cờ đầu. Tại nhiều lắm quan tử xuống tay gươm, dù vô tình anh cũng phạm tội sát thần. Anh sống cuộc đời vừa làm sâu nhục tông môn, dân ơi, đừng yếu đuối, em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với quan cường. Phải, dù không thể giết anh đi trả thù cho thân phụ, nhưng em không thể để cho một tên ác ma sống gây thêm nợ máu. Em phải giết anh đi. Phong dân con, đừng giết anh con. Hàng Phong Vũ, trước giờ nhắm mắt cha muốn được nghe con hứa là sẽ chu toàn bảo bọc em con. Được vô nghe tròn cho đến ngày xong việc mất cha, Phong dân ơi con sẽ phải cô đơn. Nếu nặng lòng mà sát hại anh con, niềm vui duy nhất được sống dậy. Con trịnh trọng cúi đầu hứa thành toàn cho em con, rửa tay gác kiếm con bỏ hết áo mỏng giang hồ, một lần là cướp giữa con nguyện sửa lòng ăn năn. Con hứa đặt cha nằm kề ngôi mộ, đắp âm xương tàn hình thục của mẹ con, để những ngày con bất phôi vương, cha mẹ trở mình con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha đừng nói vậy, con sợ lắm. Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền? Đời ai lại khỏi chết, sống như cha cũng quá đủ rồi. Đừng bình rinh mà làm cho cha khó được xuôi tay.
thôi. Vĩnh biệt cha trời. Mộc Châu ơi, thì ra chính anh đã đầu độc thầy giết cha hải bàn. Một tay anh đã gây ra biết bao nhiêu điều oan nghiệt và đoạn tuyệt mọi thân tình. Cho con, còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa. Con xin cảm tạ ơn sư phụ. Vũ sư đệ, Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn anh sẽ đi đâu? Sư với kim giang hồ vào thăm sơn cùng cốc để chôn vùi tên tôi, để sám hối tội tình, để trọn kiếp ăn năn. Thiên Hương, Trường Giang, xin vĩnh biệt.